Thưa quý vị, cuối tuần qua thì có rất đông người dân ở vùng Nam Britain, hạt Somerset của nước Anh đã không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ngoài tiếng chim hót buổi sáng, họ còn được nghe thấy những tiếng nhạc du dương trên không trung. Hóa ra đây là một buổi diễn tập vô cùng đặc biệt của các nhạc công, ca sĩ và nhạc trưởng ngồi trên 15 chiếc khinh khí cầu treo lơ lửng trên bầu trời cùng chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc từ thiện. Từ sáng sớm, các thành viên của đoàn nghệ thuật Avalonia Free State cùng người điều khiển dàn nhạc Charlie Hayward đã đến vùng hồ chứa nước ở thung lũng Chew thuộc ngoại ô thành phố Bristol để bắt đầu kế hoạch tập dượt chơi nhạc trên không trung. Các nhạc công, ca sĩ, thậm chí là người đánh trống đều ngồi trên khinh khí cầu say sưa biểu diễn. Vừa chơi nhạc vừa ngắm cảnh quả thật rất tuyệt vời. Trên không trung, tôi cảm thấy tiếng đàn của mình hay hơn rất nhiều. Ý tưởng diễn tập trên khinh khí cầu do nhạc sĩ Sally Hayward và nhà sưu tập khinh khí cầu nổi tiếng ở hạt Somerset, ông Rob Bailey đưa ra. Ngay lập tức họ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhạc công, nghệ sĩ lẫn của công chúng. Buổi hòa nhạc có 102 này là một hoạt động chuẩn bị cho đại nhạc kịch sẽ diễn ra tại địa phương vào ngày 19 tháng 7 tới. Mục đích của buổi hòa nhạc là để gây quỹ từ thiện, ủng hộ các nạn nhân trong trận lụt hồi đầu năm xảy ra ở hạt Somerset.